Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng thế giới sẽ trở lại mức cao kỷ lục, chuyên gia dự báo gì cho tuần tới? Hiện tại, giới đầu tư vàng thế giới nín thở chờ giờ công bố dữ liệu lạm phát của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD phục hồi hiện không phải thời điểm thuận lợi để giá vàng bứt phá. Tuy nhiên, vàng SJC vẫn chọn lối đi riêng và quay đầu tăng mạnh, sát ngưỡng 57 triệu đồng trên mỗi lượng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng buổi sáng ngày hôm nay 30 tháng 5 năm 2021 được phát trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, trước giờ đóng cửa ở phiên giao dịch cuối cùng của tuần này, vào thời điểm rạng sáng ngày hôm qua 29 tháng 5 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đang lấy lại đà tăng khi trở lại niêm yết ở ngưỡng 1901,5 USD trên ao, tăng 4,6 USD so với phiên liền trước. Sau những phiên điều chỉnh giảm nhẹ trước đó do áp lực của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ cùng phục hồi. Hơn nữa, giới đầu tư cũng đang chờ đợi báo cáo tiêu dùng cá nhân hàng tháng của Mỹ, dự kiến được công bố vào cuối ngày. Giá vàng rất có thể sẽ tăng khi ghi nhận lạm phát leo thang. Vào thời điểm chiều 28 tháng 5, có lúc chỉ số đô la index tăng 0,15% lên 90,097 điểm, khiến giá vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua bằng ngoại tệ khác. Trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng tăng lên 1,617%, theo đó làm tăng chi phí cơ hội sở hữu tài sản không sinh lời như vàng. Tại thị trường vàng trong nước, như quý vị và các bạn cũng đã biết, mở cửa phiên giao dịch sáng 29 tháng 5, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 56,34 cho đến 56,82 triệu đồng trên lượng. Như vậy, tăng 40.000 đồng trên lượng ở chiều mua, tăng 120.000 đồng trên lượng ở chiều bán. So với phiên đóng cửa hôm 28 tháng 5, chênh lệch giá bán và mua đang trong khoảng 480.000 đồng trên mỗi lượng. Tại Hà Nội, hệ thống Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng giá vàng SJC 40.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 70.000 đồng trên lượng tại chiều bán và niêm yết ở ngưỡng 56,36 cho tới 56,75 triệu đồng trên lượng. Các sản phẩm khác của Bảo Tín Minh Châu cũng đồng loạt được nâng giá. Giá vàng 999,9 thương hiệu Rồng Vàng Thăng Long niêm yết ở ngưỡng 53,26 cho tới 53,86 triệu đồng trên lượng. Giá vàng trang sức giao dịch ở vùng 52,50 cho tới 53,60 triệu đồng trên lượng. Lúc này, trên thị trường vàng thế giới, giá vàng niêm yết trên Kitco tại phiên đóng cửa tuần này ở ngưỡng 1903,5 USD trên ao, tăng 8,2 USD so với đóng cửa phiên giao dịch ngày trước đó. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá USD tại Vietcombank ở thời điểm tham chiếu, 1 USD tương đương 23.140 Việt Nam đồng, giá vàng thế giới tương đương 53,06 triệu đồng trên lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 3,76 triệu đồng trên mỗi lượng. Quý vị và các bạn thân mến, về mặt dự báo giá vàng cho tuần tới, tất cả dường như vô nghĩa khi chống lại đà tăng của giá vàng. Theo khảo sát giá vàng hàng tuần của Kitco News thực hiện, Phố Quân và Phố Men đều đang ở cùng một tâm trạng lạc quan đối với thị trường vàng. Họ có lý do để lạc quan khi vàng đã tăng hơn 220 USD trong 2 tháng qua, giới hạn mức tăng trên 1.900 USD trong tuần này. Khi động lực tiếp tục được củng cố, các nhà phân tích đang để mắt đến mức giá 1.950 USD trên ao và cuối cùng giá vàng sẽ trở lại mức cao kỷ lục. Theo giám đốc chiến lược thị trường Adam Button của forexlevel.com, tỏ vẻ khá tin tưởng vào đà tăng lần này của giá vàng. Ông cho rằng không có ý nghĩa gì chống lại một xu hướng như xu hướng đang diễn ra với vàng. Với kết quả khảo sát giá vàng của Kitco News trong tuần này cho thấy, trong số 14 nhà phân tích tham gia khảo sát, 57% tin giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 21,5% dự báo giá giảm và 21,5% cho ý kiến trung lập. Một xu hướng tương tự cũng được nhìn thấy trên Mintit. Trong số 1.236 nhà đầu tư bán lẻ tham gia khảo sát, 67% nhà đầu tư lạc quan về xu hướng tăng của giá vàng trong tuần tới, 17% dự đoán giá vàng giảm và 16% có ý kiến trung lập. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, trong cuộc khảo sát tuần trước, cả Phố Quân và Phố Men đều theo dõi mức 1.900 USD trên ao đạt được khi vàng đứng ở mức cao nhất trong 4,5 tháng. Lý do được các nhà phân tích đưa ra hàng loạt yếu tố tác động trực tiếp như đồng USD yếu hơn, lạm phát cao hơn, biến động tiền điện tử và xu hướng tăng theo mùa đã khiến họ lạc quan.
Đồng giám đốc Wojcicki, John Weir, nhận định vàng là một nơi trú ẩn an toàn tuyệt vời. Trong môi trường này, vàng sẽ từ từ tăng cao hơn. Nếu có những lo ngại về lạm phát ngoài kia, vàng sẽ là điểm đến đáng chú ý cho mọi người. Nhưng một yếu tố chúng ta phải để mắt đến là đồng USD. Nếu USD thường xuyên nằm trong khu vực 93-94 điểm, sẽ rất khó để giá vàng tiếp tục tăng. Chỉ số đô la index khoảng 90 điểm là tốt cho vàng và tốt cho cả xuất khẩu, theo chuyên gia Weir phân tích. Còn chủ tịch Kevin Grady của Phoenix Future and Option LLC cho biết nhiều người không đồng ý với quan điểm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed rằng lạm phát là nhất thời. Lạm phát sẽ phổ biến trong một khoảng thời gian, đó là động lực cơ bản cho vàng tăng giá ngay từ bây giờ, chỉ cần nhìn vào giá. Thêm vào đó, việc thông qua dự luật cơ sở hạ tầng của Tổng thống Biden sẽ thúc đẩy nhu cầu từ khu vực công khiến giá cả bùng nổ. Gỗ, đồng, thép đã lên quá cao rồi, Kevin Grady nói. Ông cũng lưu ý thêm rằng tiền điện tử đang phẳng dần cũng đang giúp xu hướng tăng của vàng. Và điều này chắc chắn có một mối tương quan ở đó. Để quý vị và các bạn nắm rõ hơn về thị trường vàng, cụ thể là vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng bước vào bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất ở phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng 30 tháng 5 năm 2021. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho tới 10 lượng. Mua vào là 5.639.000, bán ra 5.687.000, SJC Hà Nội mua vào 5.639.000, bán ra 5.689.000. Doji Hồ Chí Minh chiều mua vào là 5.640.000, bán ra 5.680.000. Doji Hà Nội chiều mua vào là 5.635.000, bán ra 5.680.000. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội chiều mua vào là 5.630.000, bán ra 5.680.000. Phú Quý SJC mua vào 5.640.000, bán ra 5.680.000. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Đầu tiên là ngân hàng Exim Bank, mua vào 5.635.000, bán ra 5.660.000. Ngân hàng ACB, mua vào 5.630.000, bán ra 5.670.000. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. SJC Đà Nẵng, chiều mua vào là 5.639.000, bán ra 5.689.000. SJC Nha Trang mua vào 5.639.000, bán ra 5.689.000. SJC Cà Mau mua vào là 5.639.000, bán ra là 5.689.000. SJC Bình Phước chiều mua vào là 5.637.000, bán ra 5.689.000. SJC Huế chiều mua vào là 5.636.000, bán ra 5.690.000. SJC Biên Hòa mua vào 5.639.000, bán ra 5.687.000. SJC Miền Tây mua vào 5.639.000, chiều bán ra là 5.687.000. SJC Quảng Ngãi chiều mua vào là 5.639.000, chiều bán ra 5.687.000. SJC Long Xuyên chiều mua vào là 5.641.000, bán ra 5.692.000. Tiếp theo là giá vàng bố số 9 và vàng nữ trang SJC. Đầu tiên là nhận bố số 9 từ 1 cho tới 5 chỉ, mua vào 5.318.000, bán ra 5.378.000. Vàng bố số 9 mua vào 5.278.000, bán ra 5.348.000. Vàng 24K mua vào 5.195.000, bán ra 5.295.000. Vàng 18K mua vào là 3.826.4000, bán ra 4.026.4000. Vàng 14K mua vào là 2.933.2000, bán ra 3.133.2000. Vàng 10K mua vào là 2.045.3000, bán ra 2.245.3000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi thông tin giá vàng trong nước cũng như trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.